Sáng ngày 5 tháng 1, Hội đồng Nhân dân xã Quang Thọ khóa 2 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2022, thông qua các tờ trình nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Võ Châu Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Công an huyện, cùng các thành viên tổ công tác của Ban thường vụ huyện ủy, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu cử tại xã Quang Thọ. Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quang Thọ lần thứ hai, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, dịch tạ lợn châu Phi, dịch viêm da nổi cục trâu bò diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân, nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Quang Thọ đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Có 16 trên 29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt gần 142 tỷ đồng, trong đó giá trị nông lâm thủy sản đạt gần 71 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt gần 55 tỷ đồng, các nguồn khác đạt gần 14 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 316% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng trên người trên năm, tăng 4,1 triệu đồng so với cùng kỳ. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, xã đã xây dựng chương trình khung kế hoạch, thực hiện cụ thể giao nhiệm vụ cho các thành viên bám sát cơ sở thôn, hộ gia đình, triển khai các nội dung công việc. Theo đó, toàn xã in treo 11 bản đồ quy hoạch, nâng cấp làm mới gần 7 km đường giao thông, canh mương nội đồng, trên 1 km đường điện thắp sáng làng quê, có thêm 11 tổ hợp tác trồng cam được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp có thêm 47 vườn mẫu đạt chuẩn, hai cụm dân cư, hai tuyến đường đạt sáng xanh sạch đẹp người dân đã tiến hành chỉnh trang 160 hạng mục công trình tại hộ gia đình, trồng mới 3,5 km hàng rào xanh. Đặc biệt, xã Quang Thọ cơ bản hoàn thành 7 trên 7 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, cũng là xã miền núi biên giới đầu tiên của cả nước, được đề nghị bỏ phiếu công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp tục được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác lao động thương binh xã hội được quan tâm thực hiện, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có tai tệ nạn xảy ra trên địa bàn. Tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân xã Quang Thọ khóa 2 cũng đã nghe báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân năm 2021 và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân xã, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về công tác xây dựng chính quyền cơ sở năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân xã Quang Thọ khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Xã lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra kỳ họp xem xét các tờ trình và ban hành 3 nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo, bao gồm nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, nghị quyết về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Quả 2, nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã năm 2022.